Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay thì chuyên mục cập nhật khủng long mới sẽ trở lại sau 3 tháng. Ở lần gần đây nhất thì chúng ta đã điểm qua 9 loài khủng long mới của các tháng 7, 8 và 9 với rất nhiều điều thú vị. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả và chúng ta vẫn còn nhiều điều đáng để chờ đợi trong 3 tháng cuối năm. Trong 3 tháng cuối năm thì các nhà cổ sinh vật học đã công bố thêm bao nhiêu loài khủng long mới? Đó là những loài nào? Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tiếp tục khám phá cho trọn vẹn năm 2023 nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Ampelognathus coheni. Mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay là một chữ A, Ampelognathus coheni. Ampelognathus coheni là loài khủng long chân chim, Ornithopoda, có niên đại phân trắng muộn được tìm thấy tại hạ tầng Lewisville ở Texas. Mẫu định danh gồm xương hàm dưới trái gần như hoàn chỉnh. Tên chi Ampelognathus ghép giữa hai từ Hy Lạp là Ampelo, có nghĩa là dây nho, ám chỉ địa điểm hồ Grapevine ở Texas, và Nathus có nghĩa là hàm. Tên loài Coheni để vinh danh Murray Cohen, người đã khám phá ra mẫu định danh. Ampelognathus có kích thước nhỏ, chiều dài chưa đến 2 mét. Tuy nhiên, chúng là mảnh ghép còn thiếu trong dữ liệu hóa thạch để phục dựng hệ sinh thái trong khu vực vào thời đại khủng long. Bởi theo nhóm nghiên cứu thì Ampelognathus là con khủng long ăn thực vật kích cỡ nhỏ đầu tiên được tìm thấy tại đây. Khiên long su hô. Khiên long su hô, tiếng Hán Việt đọc là kiềm long thủ hộ, là loài khủng long dạng chân thần lằn Sauropodomorpha, có niên đại Jura sớm được tìm thấy tại hạ tầng tự lưu tỉnh ở Trung Quốc. Loài khủng long này được xác định từ những bộ xương không nguyên vẹn của ít nhất 3 cá thể trưởng thành, nằm cạnh một số chứng hóa thạch, trong đó có những quả có dấu phết của phôi. Đây có thể là bằng chứng cổ nhất về chứng vỏ mềm từng được biết đến trong lịch sử cổ sinh vật học. Tên chi Khiên Long được ghép giữa Khiên, nghĩa là kiềm, một tên khác của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, và Long nghĩa là rồng. Tên loài su hô ý chỉ rằng những con khủng long trưởng thành đang bảo vệ trứng của chúng. Việc phát hiện bằng chứng về trứng khủng long vỏ mềm cùng với khiên long su hô cho thấy rất có thể những quả trứng khủng long đầu tiên đều có thể là trứng vỏ mềm có kích thước tương đối nhỏ và hình dạng gần giống hình elip. Đây cũng có thể là đặc điểm chung của các nhóm động vật là tổ tiên của thần lằn chúa, khủng long, chim và rùa. Inawentu oslatus. Sau hai loài khủng long của tháng 10 thì đến tháng 11, chúng ta lại có thêm cái tên mới, đó là Inawentu oslatus. Inawentu là một chi khủng long hộ pháp Titanosauria có niên đại phấn trắng muộn, với hóa thạch được tìm thấy tại hạ tầng Bayo de la Capa ở Argentina. Chi này chỉ gồm một loài duy nhất là Inawentu oslatus, được mô tả từ một bộ xương không hoàn chỉnh có cả hộp sọ. Tên chi Inawentu xuất phát từ thổ ngữ Mapuche ở Argentina, có nghĩa là kẻ bắt trước. Sở dĩ có tên này là bởi dù là Titanosauria, nhưng nó lại sở hữu cái miệng rộng giống như các loài khủng long ở Rebbachisauridae, và một trong những thành viên tiêu biểu nhất họ này có thể bạn cũng biết, đó là Nigersaurus. Sự tương đồng này có thể là kết quả của quá trình tiến hóa hội tụ. Tên loài Oslatus là sự kết hợp giữa hai từ trong tiếng Latin, gồm os là miệng và latus là rộng. Tóm lại thì tên của nó có nghĩa là kẻ bắt chước miệng rộng. Ngoài cái miệng giống họ Rebbachisauridae thì một số đặc điểm khác của Inawentu có thể kể đến là cổ của nó chỉ có 12 đốt sống, ít nhất trong số các loài khủng long hộ pháp. Phần thân đốt sống và vòm thần kinh của đốt sống cổ và đốt sống lưng có độ nhẹ đáng kể, giúp cái cổ của Inawentu cử động linh hoạt theo nhiều hướng. Jaculinicus yarui. Khoảng 71 triệu năm trước thì một con khủng long nhỏ cuộn mình để chập bắt lần cuối cùng trước khi trở thành một hóa thạch. Được khai quật từ hệ tầng Barunggoyo ở nơi ngày nay chúng ta gọi là sa mạc Gobi, Mông Cổ, con khủng long này đã trở thành trung tâm chú ý của một nghiên cứu mới, trong đó khẳng định tư thế cuộn mình để ngủ của con khủng long, cho thấy khủng long từng ngủ giống như các loài chim ngày nay. Hóa thạch gần như hoàn chỉnh được bảo quản khá tốt ở dạng 3 chiều, hé lộ bộ xương của một loài khủng long hoàn toàn mới đối với khoa học, được người ta đặt danh pháp là Jaculinicus yarui. Tên chi của nó bắt nguồn từ Jaculus, một con rồng nhỏ trong thần thoại Hy Lạp, và Onicus có nghĩa là móng vuốt. Tên loài yarui bắt nguồn từ tiếng Mông Cổ, có nghĩa là tốc độ. Không chỉ có tư thế ngủ giống chim khiến Jaculinicus yarui trở nên đặc biệt trong mắt các nhà khoa học.
Bàn tay của nó hết sức độc đáo với ngón số 1 trông như phát triển quá khổ, trong khi ngón số 2 tiêu giảm, một dạng trung gian giữa bàn tay 3 ngón của Shuvia và bàn tay 1 ngón của Linhanicus. Loài khủng long này không chỉ tiết lộ một cái nhìn toàn diện hơn về giải phẫu học của các loài khủng long thuộc họ Alvarezsauridae, mà còn cung cấp những bằng chứng rõ ràng về sự hiện diện của các hành vi giống chim ở những nhóm khủng long khác. Chim hiện đại cuộn mình ngủ nhằm bảo tồn nhiệt, và vì hầu hết các nhà cổ sinh vật học đồng tình rằng khủng long theropod có lông vũ là động vật máu nóng, nên nhiều khả năng con Yaculinicus này cũng đang cố giữ ấm và ngủ một giấc thật ngon lành. Spherotollus lyellsi và Spherotollus gyracnum. Bước sang tháng 12 thì nhà cổ sinh vật học Kerry Woodruff cùng các cộng sự vừa công bố thêm hai loài khủng long mới thuộc chi khủng long đầu dày Spherotollus. Đó là Spherotollus lyellsi và Spherotollus gyracnum. Spherotollus là một chi khủng long thuộc họ Pachycephalosauridae, có niên đại phấn trắng muộn khoảng 73 đến 66 triệu năm trước, với hoa thạch được tìm thấy tại miền Tây Hoa Kỳ và Canada. Danh pháp khoa học của chi này có nghĩa là vòm tròn, kết hợp giữa hai từ trong tiếng Hy Lạp là sphaira, nghĩa là quả bóng, và tollus có nghĩa là mái vòm. Cho đến nay thì đã có tổng cộng 5 loài trong chi Spherotollus được phát hiện. Loài điển hình là Spherotollus goodwini, được mô tả và đặt danh pháp vào năm 2002, cùng với một loài nữa là Spherotollus bochonzi. Loài thứ ba Spherotollus edmontonensis được xác định từ các mẫu vật được cho là thuộc về loài khủng long Troodon edmontonensis. Trong khi đó thì loài thứ tư và thứ năm của chi này, Spherotollus lyellsi và Spherotollus gyracnum, được mô tả dựa trên các mẫu vật mới được phát hiện tại hệ tầng Dinosaur Park ở Canada và hệ tầng Hell Creek ở Montana, Mỹ. Tất cả các loài trong chi Spherotollus có kích thước khá nhỏ, có thể tương đương một chi Pachycephalosauridae khác là Stegoceras, dài khoảng 2m và nặng khoảng 40kg. Gremlin Slobodurum. Không phải lúc nào các nhà cổ sinh vật học cũng nghĩ là những cái tên hay để đặt cho khủng long, và Gremlin Slobodurum được xem là một trong những cái tên khủng long tệ nhất của năm nay. Tên chi của nó được đặt theo loài sinh vật sẽ từng tinh ranh xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, vốn được các phi công hay thợ sửa máy bay dùng để lý giải những hỏng hóc của máy bay trong quá trình vận hành. Tên loài dùng để vinh danh Ed và Wendy Sloboda, những nhà cổ sinh vật học có công lớn với ngành cổ sinh tại Canada, đồng thời cũng tham gia phát hiện mẫu định danh của Gremlin Slobodurum. Mẫu vật cùng xương chán bên phải được tìm thấy trong trầm tích thuộc hệ tầng Old Man ở phía nam Alberta, Canada. Lúc đầu thì người ta cho rằng mẫu vật này thuộc về một chi khác cùng họ là Ceratinops. Chỉ qua những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn sau đó thì người ta mới xác định đây là một chi và loài mới thuộc về họ Leptoceratopsidae. Bustin Gory Titan. Argentina vốn đã nổi tiếng với những con khủng long siêu to, siêu khổng lồ như Argentinosaurus hay Patagon Titan, và mới đây thì các nhà cổ sinh vật học lại tiếp tục bổ sung vào danh sách khủng long khổng lồ của nước này thêm một cái tên mới, đó là Bustin Gory Titan Silver, một loài khủng long thuộc nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria đến từ hệ tầng Huincul, có niên đại khoảng 97 đến 93 triệu năm trước. Mẫu định danh của Bustin Gory Titan Silver là một bộ xương không hoàn chỉnh, ngoài ra còn có 4 mẫu vật khác. Dựa trên kích thước của những hóa thạch được tìm thấy thì người ta ước tính khối lượng của con khủng long này có thể đạt đến 67 tấn, cùng chiều dài từ 35 đến 40 mét. Những số liệu này biến Bustin Gory Titan Silver trở thành một trong những loài khủng long lớn nhất thế giới hiện nay. Cùng hệ tầng với Bustin Gory Titan Silver còn có hai gã khổng lồ khác là Argentinosaurus hunculensis và Chucarosaurus diripenda, trong đó Chucarosaurus diripenda cũng mới phát hiện ở đầu năm nay. Tên chi Bustin Gory Titan là để vinh danh ông Manuel Bustin Gory, người sở hữu khu đất nơi hóa thạch được tìm thấy. Trong khi đó thì tên loài Shiva được đặt theo vị thần của Ấn Độ giáo Shiva, người hủy diệt và biến đổi vũ trụ, ý chỉ sự thay đổi quần thể động vật trong khu vực ở giai đoạn đầu của thế phân trắng muộn. Vừa rồi là danh sách 8 loài khủng long mới được công bố vào các tháng 10, 11 và 12. Và như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc năm 2023 với tổng cộng 25 loài khủng long mới. Đón chờ chúng ta sẽ là một năm 2024 đầy hứa hẹn, cũng là năm kỷ niệm 200 năm ngày loài khủng long đầu tiên được định danh Megalosaurus bucklandi. Hy vọng là các nhà cổ sinh vật học sẽ tiếp tục có những khám phá mới, tuyệt vời hơn về khủng long. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.